Vợ Hồng Đăng chỉ còn 44kg, sức khỏe gặp vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại, báo chí và truyền thông vẫn chưa có thông tin mới gì về Hồng Đăng. Nam diễn viên gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Dân tình lại đổ dồn sự chú ý vào vợ của anh là anh Đào. Sau thời gian khóa trang cá nhân, anh Đào đã thường xuyên cập nhật hình ảnh cũng như những dòng trạng thái buồn lên mạng xã hội. Ít giờ trước trên trang cá nhân, anh Đào chia sẻ hình ảnh ăn trưa muộn sau khi đã giải quyết xong công việc. Cô sụt cân liên tục giờ chỉ còn 44kg. Khi trò chuyện cùng một người bạn, dưới phần bình luận, anh Đào tiết lộ vì sụt cân quá nhiều và nhanh nên cô cảm thấy bộ phận nào của cơ thể cũng có vấn đề. Đọc được những chia sẻ của vợ Hồng Đăng, khán giả không khỏi xót xa, nhiều lời động viên giữ gìn sức khỏe khi chồng không có nhà đã được gửi đến cô. Trước đó không lâu, anh Đào tự động viên bản thân, sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc, đừng nản lòng, hãy cố gắng lên. Dù nói thế nào thì, chấn động tinh thần vừa qua cũng để lại nhiều hậu quả không nhỏ cho sức khỏe và tinh thần của vợ Hồng Đăng. Nghệ sĩ nhân dân bị chỉ trích, dù đoạn clip được đăng tải chỉ là giải trí mua vui đến mọi người. Tuy nhiên, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh vẫn gặp phải nhiều lời ra tiếng vào từ dân mạng. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh có chia sẻ về đoạn clip đu trend như các giới trẻ. Đính kèm theo đó, nam nghệ sĩ còn hóm hình trêu đùa. Quay mệt nên khùng theo trend, chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải ráng chịu. Mặc dù đoạn clip chỉ mang tính chất mua vui giải trí, nhưng nghệ sĩ nhân dân Việt Anh lại nhận về loạt phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Trước lời ra tiếng vào, nhiều người đồn đoán đây là dư âm sau phát ngôn gây tranh cãi của nam nghệ sĩ liên quan đến việc diễn viên Hữu Tín bị bắt vì sử dụng chất cấm. Số khác lại đoán, phải chăng đây là chiêu trò của một đối tượng nào đó đang chơi xấu ông với loạt tương tác ảo. Nhiều người kiểm tra và cho biết những icon phẫn nộ đến từ nhiều tài khoản ảo. Cuối tháng 6 năm 2022, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh cũng từng trở thành tâm điểm trước phát ngôn về vụ việc dùng đồ cấm của diễn viên Hữu Tín trong bài viết của Hồng Vân. Chắc bị ai tị hiềm chỉ điểm, ở nhà mà sao công an biết mà vào bắt, bạn với bè. Nam nghệ sĩ cũng có chia sẻ về ồn ào này. Cụ thể, anh cho biết, dòng bình luận kia là tôi nói chuyện riêng với Hồng Vân. Đó chỉ là lời tâm sự của hai nghệ sĩ trong nghề nói về đàn em. Tự nhiên mọi người lại đào lên rồi chửi tôi, lại còn hiểu lầm tôi đang bênh Hữu Tín. Chuyện Hữu Tín sử dụng chất cấm, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, sai rành rành như thế thì làm sao tôi bênh được. Tôi chỉ thấy xót vì sự dại dột của em út, đời người nghệ sĩ mà để tay nhúng chàm thì xem như ảnh hưởng cả đời. Được sinh ra trên mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh sớm cảm nhận hơi thở văn hóa nghệ thuật miền Nam từ khi còn nhỏ. Với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, ông cũng có cơ hội tiếp xúc với sân khấu từ rất sớm, dù gia đình không hề có truyền thống văn nghệ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nghệ sĩ Việt Anh tham gia học tại trường văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 3 năm. Cũng nhờ vào sự chăm chỉ nghiêm túc với nghề, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đã có trong tay không ít tác phẩm để đời. Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, mỗi ngày nghệ sĩ Việt Anh có thể diễn 11 suất, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, ông không còn tham gia một tác phẩm nào nữa. Được hỏi về lý do, ông cho biết bản thân cảm thấy chăn trở vì vẫn chưa tìm được tác phẩm nào đủ rung động, cũng thông cảm phần nào về gánh nặng cơm áo gạo tiền, khiến cho các tác phẩm khó lòng thăng hoa trong nghệ thuật.